Em chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là em đã xong một cái bộ máy phát điện năng lượng mặt trời 500W cho một chị ở Bình Dương. Chị này đặt em một máy phát điện năng lượng mặt trời 500W, hai cái bóng đèn 12V 5 tấc, hai cái bóng đèn 12V 1 m và một tấm pin mặt trời hiệu Solar Fancy 100W kèm theo là 20 mét dây. 20 mét dây để kéo tấm pin mặt trời lên mái nhà đó. Và dây thì em cũng đã bấm sẵn đầu cót rồi ha. Bấm sẵn đầu jack MC4 rồi. Rồi một cái adapter sạc lại từ điện lưới. Thì em sẽ quay gần lại cho mọi người xem ha. Đây là cái máy phát điện năng lượng mặt trời 500W của chị ở Bình Dương chỉ đặt em nè. Thì cái bộ này em ráp bằng pin 32650. Và trên này là con kích điện sóng sin 500W. 500W đỉnh và công suất liên tục là 300W. Thì ở chỗ này là chúng ta có thể xài dùng tivi nè, quạt, rồi đèn, tất cả các cái thiết bị mà có cái công suất tải tiêu thụ từ 300W trở lại. Ở đây thì do cái ắc quy này nó có dung lượng là 36Ah thì chúng ta không có dùng để chạy máy lạnh được, tủ lạnh được nha. Thì nó vẫn chạy được nhưng mà ắc quy dung lượng nhỏ thì nó không có đủ chạy thời gian của chúng ta nha. Nó chỉ chạy được 4-5 giờ là nó sẽ hết rồi. Ở đây thích hợp là chúng ta dùng tivi, quạt gió, quạt điện á, rồi đèn, các thứ ha. Ở phía trước này thì có hai cái cổng để ra tải 12V. Thì chúng ta sử dụng cái jack cắm này đây. Chúng ta sử dụng jack cắm này, chúng ta đấu vào trong những cái bóng đèn đó đó và chúng ta cắm vào đây để sử dụng ha. Thì bật ở đây để chúng ta sử dụng vị trí này và chỗ này thì chúng ta sử dụng ở vị trí này. Thì hiện tại cái ắc quy là nó đang còn ở hiệu điện thế là 13V1. Thì em đang chọn ở chế độ sạc cho nó là chế độ của B03 là pin sắt phosphat nè, Li-PO4. Đấy thì em mới vừa hoàn thành xong. Thì hiện tại bây giờ trời cũng đã tối rồi, em cũng chưa có test cái tấm pin. Thì ngày mai em sẽ test cái tấm pin với cái dòng sạc nó như thế nào và ổn định thì em sẽ đóng gói em giao cho một cái chị khách của em ở Bình Dương nha. Thì đây là cái adapter để sạc lại từ điện lưới, ví dụ như những ngày mưa thì cái tấm pin mặt trời này nó không có tạo ra điện á, thì chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta dùng adapter chuyên dụng nè. Adapter này là adapter sạc cho pin Li-PO4, nó có chế độ sạc tự ngắt luôn. Khi khi mà hệ thống ắc quy bên trong đầy thì nó sẽ tự ngắt ha. Lúc chúng ta cắm sạc thì nó sẽ báo đèn đỏ và khi nó sạc đầy thì nó sẽ chuyển sang đèn xanh ha. Đó thì cái máy của chúng ta sẽ như thế này. Thì mình cũng xin nhắc lại cho mọi người á. Thì trước khi mà kết nối cái tấm pin mặt trời vào trong máy, trước khi kết nối tấm pin mặt trời vào trong máy thì chúng ta bật cái nguồn đây, bật cái nguồn của cái máy này lên và sau đó thì phía sau lưng của máy nè, đây nó sẽ có hai cái cổng nguồn năng lượng mặt trời vào nè, tôi đã ký hiệu sẵn ha. Thì bên này là cộng, bên này là trừ. Chúng ta sẽ dùng đây, chúng ta sẽ dùng những cái sợi dây này mình đã bấm sẵn luôn ha, bấm sẵn đầu jack kết nối luôn. Chúng ta cái đầu này nè, đó, đầu này là chúng ta sẽ cắm vào trong tấm pin, từ tấm pin xuống cắm vào đây và phía đầu ở đây đó. Phía đầu ở đây thì chúng ta sẽ cắm vào trong máy để chúng ta sử dụng ha. Đó. Thì mình đã làm sẵn và ở đây là những cái jack nè, mình kèm theo để sử dụng những cái bóng đèn 5 tấc và 1 mét đó. Thì chọn bộ của một chị ở Bình Dương là cái máy này. Đây. Kích điện thì chúng ta dùng thì chúng ta mở lên. Đây các bạn thấy là đèn sáng ha, báo hiệu là kích điện đang hoạt động nha. Đây là kích điện sóng sin nha các bạn, sử dụng cho các thiết bị điện
Nhất là quạt á, rất an toàn ha, nó chạy rất là êm, nó không có kêu rò rè như cái những cái kích điện sóng vuông nha. Đó. Và tắt khi không sử dụng. Đó. Chúng ta không sử dụng thì chúng ta tắt nó đi để cho nó đỡ hao ắc quy ha. Đó thì bắt đầu chúng ta trước mặt mọi người là một cái máy phát điện năng lượng mặt trời 500W. Đó là trọn bộ ha. Và hiện tại thì em cũng đang làm một cái bộ này. Đây, cái bộ này đang còn dang dở. Bộ này là em làm cho một anh khách ở Cà Mau. Thì anh cũng đặt em với công suất là 500W. Thì chỗ này em sẽ gắn kích điện nè. Chỗ này gắn công tắc. Đó, mọi người thấy là em cũng đã chuẩn bị đồ rồi, hết các thứ rồi. Ngày mai em sẽ ráp lại bộ này nữa. Là em sẽ xong bộ này, là bộ này ở Cà Mau nha. Còn bộ này là ở Bình Dương. Mai em sẽ ship bộ này về Bình Dương và em sẽ tiếp tục em làm bộ này và em sẽ ship về Cà Mau. Đó, một anh ở Cà Mau. Rồi thì cuối cùng thì cũng xin chào tất cả mọi người ha, đã quan tâm và theo dõi những cái clip bán máy phát điện năng lượng mặt trời của mình ở ở thời gian qua ha. Rồi mình cũng xin chào tất cả mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người sau nha.